trời ơi sao cái con nhỏ này nó tới đây hoài vậy chứ ủa con tới đúng lúc quá Chị tới có chuyện gì vậy chị đi làm tóc ở gần đây Mỡ à con cũng chưa có ăn sáng đâu mợ mợ cho con ăn với à mà con tự lấy đi ừ. đi lấy chén cơm thôi có gì khó khăn đâu ừ. nếu việc đó không có gì khó thì chị tự làm đi quả nhiên con trai của mẹ là nhất <cười> 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 nhìn ngon quá Ủa Giờ mới thấy cái khăn đó của Quà bà của cô Hachina tặng bà đó Bà ơi Chắc là bà thích cái khăn đó lắm hả Con thấy bà cứ dùng nó hoài Vậy sao <laughs> Hachina À Cô diễn viên đó hả Nhưng mà bà ơi Ở ngoài đời á Cô ấy có đẹp như trong phim không Con nghe nói Hồi đó cô ấy nổi tiếng dữ lắm Đẹp cái gì mà đẹp Nè mà với cô ấy sống trong cùng một khu phố Hồi đó có ai biết cô ấy đâu ở cái khu đó, người đẹp nhất chính là mẹ. Thiệt vậy sao? Thật chứ. Con <laughs> đẹp trai như vậy là nhờ giống mẹ đó. Nói chuyện vô lý. Chị Sớt nó giống y hệt ba nó lúc còn trẻ vậy. Con nói giống con chỗ nào. Chị Sớt cũng giống con nữa mà. Ờ à, nhưng mà, bà ơi, sao bà lại quen cô Hachina vậy bà? À, mẹ của Na với bà giống là bạn bè chơi với nhau. Từ khi mẹ Gina còn nhỏ xíu Bà đã quen và chơi thân với bà ấy Em không biết chuyện đó hả chị Xích Thì xưa bà tụi mình từng hy vọng cô ấy Là con dâu của bà đó Ê, <laughs> hey, chị nè Mẹ của cô ấy và bà là bạn thân của nhau từ nhỏ mà Bạn bè hay nói giỡn vậy mà Đâu phải là thật đâu chị Bà thích thật không phải giỡn đâu Chính mẹ chị đã nói vậy mà Hồi đó bà thật sự rất thích Và muốn ghép đôi ba em với cô Hachina đó Chuyện này mà cũng biết mà đúng không Bởi vậy cho nên cứ mỗi lần thấy cô ấy trên tivi mở chuyển kênh liền không bao giờ coi mở làm như vậy hồi nào thì lần trước đó mở còn nói xấu bà còn gì mở nói là bà không có mắt nhìn người... trời ơi à, ừ, sao con nói nhiều quá vậy à, à, kh không 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 phải con con không bao giờ nói xấu mẹ à, con nói người quen của con nộp đơn vào công ty của Hachina mà bị à, rớt hả cuối cùng cô ấy cũng được nhận rồi vậy sao đã bị rớt rồi mà sao cô ấy lại được nhận vậy trong quá trình xét tuyển có chút sai sót lúc đó con cũng thấy lạ Cô là người có tài năng như vậy mà không nhận Theo mình biết chỉ có mỗi trôi cô da bị rớt rồi lại được công ty đó nhận thôi. Không lẽ chi sớ cũng quen biết trôi cô già sao? Mợ ơi, con muốn đi làm tóc cùng với con không? Con là ai? Ừ, mợ đừng có nhỏ mọn vậy nữa. Mợ tính giận con cho tới chừng nào nữa đi. Giận dỗi? Nè, sao con dám nói năng như vậy với người lớn chứ? Bộ mợ là bạn của con hả? Không phải. Con biết là tại con làm lộ bí mật nên mợ gặp rắc rối với bà. Nhưng mợ giận cũng lâu rồi, dừng lại được rồi đó Hả? mợ con đó bởi vì mợ quá rộng lượng cho nên con mới coi thường mợ như vậy thậm chí bây giờ mợ còn không muốn cho con đặt chân vào căn nhà này cho dù là nửa bước làm sao con có thể nói với bà là mợ đã kêu con đi theo dõi chi sớt chỉ vì muốn mình thoát thân thôi đâu có đâu tại lúc đó bà ép quá cho nên thôi con thôi ấy... đi mợ đã sống tới chừng này tuổi chưa từng thấy ai hay đâm sau lưng người khác như con đâu ở trước mặt mợ thì con giả bộ thân thiện này nọ còn sau lưng không biết con đã làm gì nữa mở nói gì vậy kẻ phản bội chính bởi vì những kẻ phản bội như con có nhiều nhà hoạt động vì độc lập đã bị bắt và bị tra tấn có biết chưa à, quá đáng thiệt mà chúng ta có thể thắng được chứ con luật sư đã nói rồi anh ấy hứa với con nhất định phải thắng trước tiên anh ấy đã hướng dẫn con gửi xác nhận thông tin qua tin nhắn cho ba con. con nói con sẽ không đưa tiền. À, vậy rồi sau đó sẽ như thế nào đây? nếu như có lương tâm thì ba sẽ rút đơn kiện lại. lỡ ông ta muốn tiếp tục tới cùng thì sao? wa mùi gì thơm quá. À. À, mau ngồi xuống ăn đi cô quynh. cô bông mà em cũng ra ăn đi. <laughs> wow ước gì mấy anh trai nhìn thấy được cảnh này thấy gớm thiệt á à, con không muốn ăn đâu sao không muốn ăn chứ bây giờ làm sao con ăn nổi được chứ hả thứ làm cha gì mà đột nhiên quay về nợ đơn <laughs> kiện con cái... em đang nói lung tung cái gì vậy chứ em đang nằm mơ hả lại đây để chị giúp em tỉnh ngủ nha mau lên mẹ ơi chị vừa nói cái gì nghe khó hiểu vậy à, hả ai trời con không nghe chị hai nói sao nó đang nằm mơ đó dạ anh đi đi. con sẽ ăn thiệt ngon miệng Hả gì vậy Em bị điên rồi sao Sao em nói như vậy trước mặt của quân quân chứ Đúng rồi Em tỉnh táo lại ngay cho chị đi Biết chứ Tốt nhất là chị giải quyết liền đi Em sẽ không đưa tiền cho mấy dù chỉ là một xu đâu <laughs> Em thì có cho ai xu nào bao giờ đâu chứ <cười> 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 Dạ Có gì bà nói đi Tôi nhận được xác nhận thông tin của mày rồi Vậy rồi sao Bây giờ ra ngoài gặp toàn chút đi Được Gặp nhau cũng được thôi Tỉnh táo lại đi Tỉnh táo lại và tập trung vào Bà muốn gặp con hả? Có gì bà nói đi. Mày đã gửi cho tao cái gì mà thú vị vậy? Tao thật sự không ngờ. Mày lại gửi cho tao một tin nhắn xác nhận thông tin như vậy đó. Con cũng không ngờ người ba đã bỏ rơi con suốt 10 năm. Lại bất ngờ quay về rồi còn nộp đơn kiện con như vậy đó. Ý mày nói như vậy là mày sẽ không đưa tiền cho tao hả? Phải. Con nói rõ trong tin nhắn. Hiện giờ sức khỏe của ba vẫn còn ổn định người đàn bà sống cùng với ba vẫn còn khả năng lao động kiếm sống còn gì dù ba không làm việc được đi chăng nữa thì cũng đã có bà ta lo cho ba rồi vì đó là việc vợ chồng cần phải làm <laughs> tao đã nói như vậy rồi mà mày vẫn không đổi ý à phải vậy cho nên ba hãy bao từ bỏ đi không thì sao tại sao tao phải từ bỏ tao đã cực khổ nuôi mày bây giờ mày có trách nhiệm phải chu cấp cho tao sao tao không thể yêu cầu mày đưa tiền cho tao hả à không cho dù có phải dùng mọi cách Tao cũng sẽ bắt mày phải trả số tiền đó cho tao Không lẽ Bà muốn tiếp tục đấu tới cùng sao ba Không phải là chính mày muốn như vậy sao Thậm chí mày còn gửi xác nhận thông tin cho tao Nếu như mày đã muốn làm như vậy Thì tao sẽ chiều mày Nếu mày không đưa số tiền đó cho tao Thì chúng ta cứ giải quyết theo luật đi Ba ba Tao sẽ không rút đơn kiện cho tới cùng Vậy cho nên Cứ chờ để rồi xem cuối cùng là mày thắng hay là tao sẽ thắng Tao đã nói xong rồi À, tao nghe nói là mày đã đe dọa vợ tao. Sao mày dám đe dọa vợ tao là sẽ nói cho cháu của ấy biết tất cả mọi chuyện quá khứ của tụi tao hả? Lần sau nếu như mày có gặp vợ tao lần nữa, thì mày phải quỳ gối xuống xin lỗi. Tao sẽ gặp mày ở tòa. Vợ tao sao? hình như là họ vẫn chưa chịu rút đơn kiện tôi biết mà chừng nào còn chưa lấy được tiền của con gái thì ông ta sẽ không rút lui đâu vậy thì giờ cậu dự định sẽ làm gì sẽ nộp đơn phản tố hả chuyện đó thì cô cho cô gia sẽ là người quyết định Ôi, cũng khó cho cô ấy thiệt chuyện cha tự nộp đơn kiện con gái mình đã quái gỡ rồi mà bây giờ cô ấy còn phải nộp đơn phản tố ba của mình nữa phải mạnh mẽ lắm mới có thể vượt qua được chuyện này lần sau lại dạ tới chào ha. cô dạ ủa. chị mới mở cửa chưa được bao lâu mà đã bán hết rồi à, buôn bán phát đạt như vậy chắc chị vui lắm bộ bộ em đã đã nói gì sai sao chị cô không thể quản cái miệng của cô hả ủa nhưng mà em đã làm gì sao chị nói em lạ vậy với lại em đang khen chị buôn bán tốt mà sao cô lại nói như vậy với cô Win? em nói gì cô đã nói với cô quên ông ta là người muốn hiến thận cho nó <laughs> sao mà chị chị biết được chuyện đó hôm qua lúc tới bệnh viện cô quên nhìn thấy ông ta đang khám bệnh ở đó và nói cô cho nó biết chuyện ông ta là người đã muốn hiến thận nhất thì em cũng không nói với nó đó là ba nó <laughs> cô còn không ngâm miên lại dạ em xin lỗi chị <laughs> Thiệt tình là em không có cố ý Lúc đó em đâu có biết Anh ấy làm như vậy chỉ vì tiền đâu Thấy anh ấy chịu mất quả thận để cứu con trai của mình Em cảm động quá cho nên mới <laughs> Chị chị đừng có nhìn em như vậy nữa mà Mỗi lần chị nhìn em như vậy Em lạnh hết cả người luôn Thật sự đáng sợ lắm đó chị biết không Ừ quên nhà chúng ta không biết kẻ rác rưởi đó là ba ruột của nó mà Thằng bé nó vẫn còn nhỏ như vậy Cô muốn cô Quỳnh biết ba nó làm chuyện xấu xa với nó sao Không lẽ cô không thấy tội nghiệp cô Quỳnh hả Chị cũng biết rõ là từ trước tới giờ em thương cô Quỳnh nhà mình tới mức nào mà chị Vậy nên cô làm ơn hãy cẩn thận cái miệng của cô đi Dạ em biết rồi Giờ có ai cãi miệng em cũng sẽ không nói gì hết Ủa mà hôm qua Ở bệnh viện Lúc chị nhìn thấy anh ấy Chị đã làm gì vậy Cô đánh ảnh hồn Tôi cũng muốn làm vậy lắm á Lúc đó tôi thật sự chỉ muốn xé xác ông ta ra ngay lập tức Nhưng nhờ có cô Quân đang ở bên cạnh mà ông ta mới còn sống được á. Yeah. Dạ Ây trời ơi Chị ấy có thể may miệng của mình lại luôn đó Sao tự nhiên anh ấy xuất hiện trước mặt chị ấy như vậy làm gì Lần tới mà gặp thì chắc chắn sẽ giết anh ấy thật quá Ây mà thôi mình không biết đâu Ai kêu anh ấy làm chuyện độc ác tới vậy Ờ... À, không... à. Ơi trời ơi, thiệt tình à, Ôi, bực bội quá à, Bực bội con nhỏ đó, cái gì chứ, nó sẽ không đưa cho mình một xu hay sao Vậy mình phải tự đi làm hả, thiệt tình Ờ, Ê... tình hình sao rồi anh, anh có gặp được nó nói chuyện không Có gặp chứ, anh đã gặp nói rồi Và còn nói với nó là anh nhất định sẽ theo vụ này tới cùng Tới khi nó chịu trả đủ tiền cho anh Ôi trời, vậy rồi sao nữa, nó đã nói sao Nhìn nó cũng có vẻ hơi nản khi anh nói vậy À, anh còn nói là nó phải quỳ gối xin lỗi em vì tội đã đe dọa em đó Ôi, dĩ nhiên là nó phải làm vậy rồi Nó phải đứng trước mặt em và quỳ gối xuống xin lỗi em Nhưng mà... Ờ... Em tính đi đâu vậy? Ờ, em tính đi gặp chi sớt Ờ, bây giờ đang lúc khó khăn, em càng thấy nhớ nó hơn á. <laughs> Hồ sơ vụ ông chơi cơn quốc đâu rồi ta? À, nó đây rồi. Ok. Bây giờ... Ôi, ôi, là... ôi dạ xin chào cô. Dạ à. à, xin chào anh. À dạ luật sư Minh. hiện giờ đang gặp khách hàng ở tiệm cà phê rồi. Là tiệm cà phê nào vậy? Là tiệm bên kia đường sao? Dạ không, tiệm cà phê với lầu trở tòa nhà này. À, chắc cậu ấy sắp về rồi. Dạ mời chị ngồi, chờ một lát ha. <laughs> à, dạ 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 anh cứ làm việc đi à, tôi, tôi, tôi 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 phải nghe điện thoại à, dạ. dạ 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 văn Nghì... phòng luật sư Minh chưa Sớt xin nghe cũng gọn gàng quá ha dạ ừ hmm? trời hi ơn Dì mới tới hả? Ồ, à, cũng mới thôi. Dì nhớ con quá nên tới đây. Con biết rồi. Dì ơi, dì chưa ăn đúng không? Mình đi ăn đi. Cũng được. Đi, đi thôi dì. Đi thôi. <laughs> Chắc là dì bận lắm. Không thèm gọi cho con luôn. Ồ, dạo này dì cũng bận cái này cái nọ. Còn con? Dạo này cũng không hẳn là bận nhưng có một vụ kiện con rất quan tâm nên cũng suy nghĩ nhiều vụ kiện mà con rất quan tâm ừ à, mặc dù là do thù hằn trong gia đình con quan tâm tới vụ kiện này nhưng con quan tâm tới khách hàng hơn cô ấy quá tội nghiệp sao vậy cô ấy thực sự có người cha tồi tệ nhất trên đời này trên đời này có những người thân là người mình có thể dựa vào nhưng cũng có người giống như kẻ thù vậy ba cô ấy đã làm gì mà tệ vậy con ờ nhưng mà gì không có sao đâu chứ làm sao thì con muốn nói là người đàn ông đang sống cùng với gì đó ông ta có gia đình không vậy có có, có gia đình gì chứ à, trước đây con cũng đã hỏi gì câu này rồi mà à, chẳng lẽ bây giờ con vẫn không tin gì hay sao nếu không á thì à, con nghĩ là gì ngoại tình với người đàn ông đã có gia đình hay là gì ờ không gì dì, à? dì đã nói rồi anh ấy chưa từng kết hôn lần nào hết rốt cuộc gì phải nói bao nhiêu lần nữa thì con mới tin gì đây con chỉ muốn hỏi là liệu ông ta có gia đình giống như chúng ta không không biết ông ta có cha mẹ anh em gì hay không hả thật ra hai ngày trước con và anh anh sớt có nói chuyện này bởi vì ông ta không được gia đình mình chấp nhận và chào đón cho nên có lẽ vì không được gia đình ông ta chào đón như vậy bởi vậy con mới thắc mắc không biết gì có hòa hợp với các thành viên trong gia đình của ông ta không Vậy là con hỏi gia đình kiểu đó sao? À, xin lỗi, vì gì đã hiểu lầm sao con. Sao con lại không tin gì được chứ? Con tin gì hơn bất cứ người nào khác? Vì không phải kiểu người phá hoại gia can nhà người ta, một cách độc ác vậy. Ồ. Anh ấy có một người em gái. Ra là vậy. Tuy tụi dì cũng không hẳn là hòa hợp, nhưng cũng không sao hết, dì cũng không thường xuyên gặp cô ấy nên cũng không có gì phiền đâu. Dạ. Ôi, oh, thật là mất mặt quá. Dì không biết là con lo lắng cho dì mà lại còn... Dì đúng là quá nhạy cảm, phải không con? Không đâu. Ăn thôi gì. gì vậy không phải điện thoại mình tiếng điện thoại ở đâu vậy ta ê cha, hình như đằng kia Hừm. gì vậy sao cái này ở trong túi mình ta ờ à, à, dạ alo alo hồi tối hôm qua tôi mới bị mất điện thoại di động cái anh đang giữ là điện thoại của tôi đó À dạ, à, cô là chủ nhân của điện thoại này sao? À, à phải rồi, giờ điện thoại của cô ở đây. Ôi trời, là vậy hả? Nhưng mà tôi nghe giọng anh hình như thấy hơi quen quen đó. Đúng như vậy hả? Tôi nghĩ hình như trước đây tôi đã từng nghe giọng của cô ở đâu đó rồi. Có phải anh là thầy chủ nhiệm của cô Quân không? Hả? À, à dạ phải, đúng đúng là như vậy. Xin lỗi cho hỏi cô là ai? <laughs> không thể tin được mà giống như định mệnh vậy đó thầy giáo là tôi nè tôi là chị của cô Won, cho mimi nè ờ à, nhưng mà rốt cuộc là làm sao mà anh lại giữ điện thoại di động của tôi vậy ờ à, à, thì thì tôi không không biết à, rốt cuộc tại sao điện thoại của cô ở chỗ tôi nữa <laughs> vì tôi đã bỏ vô túi áo anh nên nó ở đó chứ làm sao ơ <laughs> à, à, nhưng dù sao thì cũng thật là may mắn vậy thì nhờ anh đưa lại điện thoại cho tôi giờ tôi có thể gặp anh được không Ờ, à, nhưng mà làm sao đây? À, Vì bây giờ tôi phải đi diễn tàn ở xa lắm, cho nên không thể gặp cô được. Ờ, à, tôi có thể gửi hàng tới nhà cô, hoặc là không gửi thì gửi tới trung tâm thể hình. Ồ, như vậy không được. Dạ? À, 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 ý của tôi là... À, bây giờ nhà tôi không có ai ở nhà hết, gửi tới trung tâm thì sợ bị lạc mất. Vậy thì để tiện hơn, tôi sẽ gặp anh ở nhà hàng Heaven gần trung tâm lúc 7 giờ tối mai nha. Ờ, à, 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 không, à, cô, cô, cô 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 không, không cần phải làm vậy. Vậy hẹn anh tối mai nha ok cứ vậy đi dạ cô ơi tính tiền ơi ờ, dạ dạ chào tôi một chút à, dạ dạ à, dạ đây cảm ơn quý khách ôi trời ơi, bận quá trời đất ơi sao giờ này chưa về nữa vậy ờ à, cô gia hả bây giờ con chạy qua phụ mẹ một chút được không Ờ, không phải tại cô con có chuyện đột xuất phải ra ngoài nên bây giờ mẹ đang coi tiệm giùm cô con nhưng mà khách đông quá mẹ làm một mình không xuể nên gọi con tới phụ nè ôi ừ, trời ơi bữa nay con về trễ hả ôi ừ, vậy thì mẹ sẽ cố gắng làm một mình chứ biết sao giờ à, à, không biết san đang làm cái gì mà không gọi được bà chủ ơi dạ. Dạ, ờ, ờ, ủa bác sĩ Han? nhưng mà sao chị lại chị làm gì ở đây vậy? Ờ tiệm này là em chồng tôi có chuyện gấp nên tôi coi tiệm giùm. À. à nhưng làm sao đây? Đồ ăn bên tiệm tôi bán hết rồi. Ờ à, vậy hả? Vậy mai tôi sẽ quay lại mua cũng được. À, dạ. Cô ơi lấy một chai sake đi. À, dạ dạ dạ. À, vậy tôi xin tiếp. À, ờ dạ dạ. À, đây của cậu đây. Coi cho con mượn thực đơn đi. Ờ à, được. Ờ à, dạ con ngay đây. Đây đây đây. đây. À, lấy cho tôi một chai sake và mấy xiên yeah. thịt nướng nha. Trời lạnh mà uống sake là nhất đó. Ui, <laughs> dạ. Hôm nay cảm ơn anh nhiều. À, à. Xin lỗi vì bữa nay để bác sĩ Han phải mặc khai tập về đó phục vụ cho khách. Ôi trời, chị đang nói cái gì vậy chứ? Chị không biết chứ, thật ra tôi cũng thích tập về lắm ạ à. gì? Thật ra tôi cũng rất hứng thú với việc nấu ăn Nói như với trẻ thì tôi là người đàn ông có bếp nút đó nha à. Anh cũng nấu ăn được nữa hả? Dạ, thậm chí gần đây tôi còn có suy nghĩ là liệu mình có nên mở lớp dạy nấu ăn không nữa Ôi, anh làm tôi ngạc nhiên quá à, Ước gì giờ cô Un có ở đây để có thể thấy chị cười như vậy Thật ra cô Un rất là lo lắng cho chị đó thằng bé biết là chị rất buồn và đau lòng bởi vì lần này nó cũng không thể được ghép thận. Th uh, cô, cô nó nói với anh như vậy hả? Dạ. Trời... Không phải vì bản thân thằng bé mà là để mẹ không phải đau lòng nữa. Nó xin tôi đảm bảo lần sau phải cho nó ghép thận. <laughs> vậy đó. Thằng bé đúng là một đứa con trai ngoan mà. đúng là vậy đó. Mặc dù tôi không được may mắn đường chồng nhưng mà lại may mắn đường con cái. Ôi trời, tôi xin lỗi. Ờ, tuy rằng tôi nói vậy nghe cũng hơi kỳ, nhưng thật sự tôi không thể nói tốt về ông ta được vì ông ta đi ngoại tình mà. Ngoại tình sao? Phải, ờ, ở tuổi này rồi tôi cũng không cần che giấu. Với lại tôi cũng không có làm gì sai. Ờ, chúng tôi ly hôn vì ông ta ngoại tình với người khác. Chắc là vì chuyện đó mà chị cũng hận ông ấy lắm hả? đúng vậy không từ ngưỡng nào có thể diễn tả được cảm giác của tôi chị không cần phải giải thích gì đâu chắc là trong một thời gian chị đã ghét ông ấy tới mức muốn giết chết ông ấy rồi khi thời gian dần trôi qua thì chị đâm ra ghét luôn cả bản thân của mình chị tự trách bản thân về mọi chuyện đã xảy ra và chị sẽ nghĩ rằng chuyện hôn nhân thất bại vì chị không đủ tốt sao anh biết vậy chứ vậy tôi <laughs> vợ tôi ngoại tình với người khác cho nên chúng tôi ly hôn thật vậy sao dạ tôi cũng trải qua những ngày tháng như vậy nhưng rồi tới một ngày kia tôi đã quyết định không ghét bản thân nữa chắc bây giờ cô ấy đã quên tôi và đang sống hạnh phúc ở đâu đó rồi trong khi chỉ có mình tôi đau khổ mỗi ngày tôi nghĩ thật là không công bằng cho nên tôi sốc lại tinh thần dạ quyết định sẽ sống thật là hạnh phúc ha để cho cô ấy phải hối tiếc vì đã rời bỏ tôi <laughs> đó là cách tôi đã vượt qua và trở thành như bây giờ nè ừ, tuy tôi không biết người đó là ai nhưng tôi chắc chắn là cô ta sẽ hối hận vì đã bỏ anh đúng vậy chắc chắn ba cô hôn sẽ phải hối hận vì đã bỏ chị chị là một người phụ nữ tuyệt vời như vậy ông ta chắc chắn sẽ phải hối tiếc đó Mùi cà phê thơm quá. Ờ, à, anh tới đây hồi nào vậy? Được một lúc rồi. Hồi nãy thấy cô tập trung làm quá nên tôi không gọi cô. Tôi chỉ đang pha cà phê thôi. Mỗi khi có nhiều chuyện cần phải suy nghĩ á thì việc này sẽ giúp tôi sắp xếp lại ý nghĩ. Thật ra, tôi có một chuyện muốn nói với cô. Anh muốn nói chuyện ba tôi sẽ không rút lại đơn kiện có đúng hay không? Cô biết rồi sao? Dạ. Hôm nay tôi đã gặp ba tôi rồi. Ông ấy nói sẽ tiếp tục kiện cho tới cùng Vậy rồi sao Cô nghĩ như thế nào hả à... Tôi Muốn nộp đơn phản tố Cô sẽ không sao chứ Nếu vậy sẽ khó khăn hơn bây giờ đó Và chúng ta không biết sẽ mất bao nhiêu thời gian Mà phần lớn Các vụ kiện giữa các thành viên trong gia đình Thông thường đều sẽ rất căng thẳng Dù sao họ cũng là những người đã từng yêu thương nhau mà Đặc biệt, ông ấy lại là ba cô. Tôi biết chứ. Thực ra thì tôi rất sợ. Trên đời này có bao nhiêu đứa con gái bị chính ba ruột của mình để đơn kiện chứ. Và bao nhiêu người trong số họ có thể nộp đơn phản tố đấu lại ba của mình. Nhưng mà tôi không thể dễ dàng từ bỏ được. Tôi nhất định sẽ bảo vệ gia đình của mình bằng mọi cách. Không để ông ấy làm hại họ. Tốt lắm nếu như vậy hãy để tôi là người bảo vệ cho cô cô gia chúng ta sẽ nộp đơn phản tốt nhưng mà chúng ta cần năng lượng để chiến đấu chúng ta đi vận động một chút thì sao dạ nhưng sao lại luyện sudo chứ tôi đã nói với cô rồi tôi có đai tam đẳng sudo mà sudo không giống như môn khác nó cũng giống như kiện tụng cần phải có chiến lược để giành chiến thắng nè cô giữ chặt tôi đi <laughs> nên nhớ tuyệt đối đừng bao giờ để đối phương biết được đường hướng hành động của cô lại đi ừ lần này tôi lại đọc được rồi cô phải làm cho tôi bất ngờ lại đi lại đi nếu cô mất cảnh giác như vậy đối phương sẽ lập tức phản công Anh mất cảnh giác rồi Anh có biết không Tôi có nhị đẳng Sudo đó. đó Tôi nói rồi Nếu cô mất cảnh giác Thì sẽ bị phản công Đứng vậy. cô là chiến binh giỏi rồi chúng ta sẽ thắng thôi <laughs> à, tim đập nhanh quá nhanh quá. Việc bán thời gian. Dạ. Trước đây tôi đã từng làm tài xế đưa trước học sinh và lao dọn phòng học ở một trung tâm judo. Khi làm việc ở đó thì tôi học được một chút xíu như vậy đó. Bởi vì cô biết mấy chưa giỏi judo hả? Cô đã làm bao nhiêu việc bán thời gian rồi vậy? À, không biết nữa. Nếu đếm có bao nhiêu ngành nghề mà tôi chưa làm á thì nhanh hơn nếu như được trả tiền công miễn là hợp pháp thì việc gì tôi cũng làm có người đã từng nói như thế này tất cả đều là những trải nghiệm tuyệt vời cuối cùng sẽ thành những ký ức đẹp đẽ nhưng có điều vậy là những người chưa từng trải qua khó khăn và vất vả nên họ mới nói như vậy thôi vì tôi không còn cách nào khác mới phải sống như vậy tôi phải làm việc siêng năng như vậy mới kiếm đủ tiền để sống <laughs> nên tôi không thể để ba cô bắt nạt cô con gái siêng năng như vậy được tôi nhất định sẽ thắng vụ kiện này để sau này cô cô gia sẽ không còn phải sống trong đau khổ nữa chúng ta hãy cùng cố gắng nha <laughs> cận liên cái đi cận đi để coi bị đơn cho tepion cho rằng nguyên đơn phải trả tiền công nuôi dưỡng cho ông ấy nguyên đơn cho cô già phản đối việc đây thư của cậu tớ rồi đây Cô ấy quyết định phản tố hả? Đúng vậy. Bây giờ chúng ta không thể lùi ừ. bước được nữa. Giờ thì chuẩn bị. Chiến đấu với họ tới cùng thôi. Dạ, luật sư Cang. À, dạ. Anh muốn nói chuyện gì vậy?